cảm ơn nha. Ừ, được rồi, cảm ơn, cảm ơn. Rồi, cảm ơn, Tiểu Minh kỳ dễ thương quá. Ô, có nhép luôn, rồi ok. Xin mời phần xét về trang phục của kiếm sư đầu chồng vậy. Nói chung là em đang mang một cái đôi giày rất đẹp, đứng gần cái thằng không có giày anh thấy kỳ quá. Trời đất ơi, tao mệt quá. Không sao, tại vì mai anh sẽ chuẩn bị đôi giày, còn bây giờ em gửi lời chào cho mọi người chút. Chào ban giám khảo và mọi người có mặt tại cả video tối hôm nay. Rồi ok, về chúng ta thêm luôn nhé. Và xin mời bạn Đặng Mai Phương sẽ đến chúng ta với một dòng nhạc hoàn toàn mới. Và chắc chắn là anh Phạm Thắng sẽ cũng hơi thích dòng nhạc này. Dạ, bài hát được mang tên là Son. Xin mời các bạn cùng thưởng thức. Thể loại ca trù à, không phải, thể loại dân ca Bắc Ninh, dân ca đương đại của do một cô gái Thái Bình chọn à. Rồi ok. Của bạn thì trước tiên muốn nói đến những cái được của bạn là bạn có một cái cách biểu diễn rất là không biết cái dùng cái từ gì là nói cách biểu diễn của bạn là nói chung là nó lả lơi và nó cái kiểu là vậy là từ dòng ngoài kia từ ngoài kia rồi vô là bạn vừa thấy bạn rất là bitchy rồi nó bitchy ông đến nói kia rồi đó là cái cách mà biểu diễn mà đó là một cái tốt chứ không phải là một cái mà đúng không em là chỉ cho mà em diễn bài hát
biệt những bài hát mang tính chất mà nó cần cái đó thì bạn làm được rất là tốt. Hay những bài trước bạn chọn bạn có thể đem vào cũng khá là tốt. Và bài này cũng là một cái cách mà bạn thể hiện được là một cái gì đó rất là điêu ngoa và nó rất là gọi là nó rất là biết chít gì đó, cái bài nói gì đó. Thì cái giọng hát của bạn là một giọng hát nó rất là sắc bén và nó có cái tính chất dân ca mà mang cái âm hưởng bài hát này thì bạn đã, nó cũng đã có một phần nào trong đó rồi. Và mình thấy là bạn hát bài này thì tương đối cái cách biểu diễn của bạn khi bạn diễn bài này thì cái hình thể, cái tay bạn, cách bạn đưa tóc, rồi cách bạn liếc mắt, cái cách bạn cười nhìn mọi người, rồi cách bạn lúc bạn nhìn sang người em thương mà nhìn em vậy, chỉ lúc đó nhìn em chứ mình mà mọi thì đó là một cái cách biểu diễn mà mình thấy rất là thích và nó rất là tự tin và bạn thể hiện tốt. Tuy nhiên á, thì đối với bản thân mình á, mình nghe bài này qua nhiều cái người hát khác nhau rồi và mình nghe bằng hát á, thì nó đang hơi bị gọi là đanh đá quá mức cần thiết. Giống như kiểu mà em đẹp anh xinh em á, thì nó ở một cái phạm vi nào đó thì mình thấy người ta còn đẹp còn xinh. Chứ mình phải chẳng hạn như mình làm quá lên thì người ta thấy là nó hết đẹp rồi. Nó giống như là chưa đẹp bởi bao nhiêu mà chảnh á, giống như em nghe chưa? Thì đó là cái cảm giác này của mình. Và bài hát Son này thì cái tuyến giai điệu của nó là một bài mà mang âm hưởng mà dân ca Bắc Bộ rất là nhiều. Nó có những cái luyến lấy vậy, nhưng mà những cái mà cái đó chẳng hạn như là khi mình bỏ một đoạn một khúc á, mình bỏ một lần thôi thì nó có giá, nhưng mà đa số câu của bạn á, bạn đều đá lên một cái cứ toàn như vậy không? Đúng rồi, chỗ đó nó bị nhiều quá, tức là nó bị nhiều quá thì nó sẽ bị phản tác dụng, là nó có một phần gì đó cảm giác như là nó hơi bị chói tai khi mà mình bỏ nhiều quá. Thực ra cái phần thi trước của bạn mình rất là thích bởi vì nó làm cho bạn những cái giọng hát của bạn nổi trội lên và cái cá tính của bạn thể hiện rõ cho em đâu. Bài hát này cũng rất là tốt nhưng mà chỉ có những cái mà nó khỏi vòng kiểm soát, cái mà gọi là mình khỏi cái vòng kiểm soát của bạn thì mình thấy là nó làm cho cái bài hát nó thiếu cái sự tròn trịa đi và mình hơi bị lấy đầu nhận vào cái tính xử lý mà nó điêu ngoa quá nhiều, là nó không còn tròn vẹn cái bài hát như là mình mong đợi ở cái bài hát này ở bạn nữa. Thì hy vọng rằng bạn sẽ biết cách